Lã Hậu hay Lã Hoàng Thái Hậu, một trong ba người phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Lã Hậu, sinh năm 241, mất năm 180 trước công nguyên, còn có âm khác là Lữ Hậu, thường gọi Lã Thái Hậu hay Hán Cao Hậu. Là vị hoàng hậu duy nhất của Hán Cao Tổ Lưu Bang, hoàng đế sáng lập nên triều đại nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Bà là hoàng hậu đầu tiên của nhà Hán, cũng là hoàng hậu chính thức đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Sau khi Hán Cao Tổ băng hà, bà tiếp tục đăng ngôi vị Hoàng thái hậu, từng can dự triều chính dưới triều đại Hán Huệ Đế Lưu Doanh. Cuối cùng là Lâm Triều xưng chế dưới thời hai thiếu đế là Lưu Cung và Lưu Hồng, từ năm 194 trước Công nguyên đến năm 180 trước Công nguyên, tổng cộng nắm quyền 15 năm. Tuy là hoàng tổ mẫu đầu tiên trong lịch sử, nhưng Lã Thái hậu chưa hề nhận danh vị Thái hoàng thái hậu, mà vẫn chỉ dùng danh tôn Hoàng thái hậu với quy cách và quyền hành ngang với một hoàng đế, gọi là lâm triều Sưng chế, lã hậu khống chế triều đình chính thức suốt 8 năm. Thời kỳ trị vì của bà được liệt kê riêng biệt thành một giai đoạn trong lịch sử nhà Hán, được ghi chép sử sách thành một bản kỳ trong bộ sử ký Tư Mã Thiên, vốn chỉ để chép chuyện về các hoàng đế. Từ khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa, lập nên đế quốc tại Trung Nguyên, bà là người phụ nữ đầu tiên nắm giữ quyền lực tối cao, ngang ngửa với các hoàng đế. Thời kỳ bà nắm quyền, đã sử dụng thuật hoàng lão làm chính sách, phế bỏ hiệp thư luật, lại tìm trong dân gian các điển sách, thư tịch cổ nào cũng đều đem về cất giữ trong tàng thư các. Đoạn kết lã hậu bản kỳ trong sử ký ghi nhận, thời lã hậu cầm quyền tuy có làm đảo lộn cung đình nhà Hán, giết hại các hoàng tử nhà Hán nhưng không làm xáo trộn đời sống xã hội, ít dùng hình phạt với dân chúng, thiên hạ được yên, nhân dân lo cẩy cấy, ăn mặc no đủ. Đối với văn hóa Trung Hoa, Lã Hậu cùng Võ Tắc Thiên và Từ Hy Thái Hậu là những người phụ nữ chuyên chính nổi bật nhất lịch sử Trung Quốc. Đặc biệt bà cùng Võ Tắc Thiên, Hợp Sưng, trở thành hình tượng lớn cho hai người phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử. Bà cùng Võ Tắc Thiên cũng là hai người phụ nữ hiếm hoi có thời gian trị vì được biên thành kỷ trong các sách lịch sử chính thống. Thời trẻ của Lã Hậu Về thân thế thân thế Lã Hậu có tên thật là Lã Chỉ, biểu tự là Nga Hù. Cha Lã Chỉ là Lã Văn, cũng gọi Lá Công, nguyên quán ở Đan Phụ, nay là huyện Thiền tỉnh Sơn Đông. Trong nhà bà còn hai anh trai là Lá Trạch và Lá Thích Chi, ngoài ra còn hai chị em gái Lá Trường Hủ và Lá Tu. Thời nhà Tần, Lá Công rời nhà đến bái huyện, nay huyện Bái, tỉnh Giang Tô, để tránh bị trả thù. Tại đây, Lá Công với huyện lệnh của bái huyện là bạn bè nhiều năm, nay toàn gia rời nhà đến đây thì tụ tập chúc mừng. Trong đó có nhiều hào kiệt thân hữu của huyện lệnh cũng đến trong buổi tiệc đó lã công gặp lưu bang lúc đó mới làm chức đình trưởng nguyên là theo lệ trưởng lại tiêu hà sắp xếp ai mừng tiền nhiều trên một nghìn đồng thì để ra bên ngoài khách đường lưu bang dù không mang một văn tiền nào cũng ghi vào trong bái tiếp mình góp mười nghìn đồng tiền khi xem bái thiếp lã công rất giật mình bèn thân ra cửa đón tiếp có ý yêu mến lưu bang với tâm lý đó lã công dòm xem tướng số cho rằng lưu bang sẽ làm nên nghiệp lớn bèn gả lã trí cho lưu bang bà kém Lưu Bang trùng 15 tuổi. Bà lã nghe chồng mình như vậy, bèn vội xen vào, ông vốn coi trọng con gái chúng ta, quả quyết sẽ gả cho quý nhân. Bái huyện lệnh đối đãi rất tốt, còn có ý thông ra, ông còn chưa từng đồng ý, thế mà vì sao lại gả cho loại người như Lưu Quý? Dù vậy, Lã Công vẫn kiên trì đem Lã Chí gả cho Lưu Bang. Trong thời gian này, Lã Trí sinh cho Lưu Bang một trai một gái, về sau chính là Hán Huệ Đế Lưu Doanh và Lỗ Nguyên Công Chúa khi lưu bang đảm nhiệm đình trưởng thường xuyên xin nghỉ về nhà có một lần lã trí cùng hai đứa nhỏ ở đồng ruộng làm cỏ có một ông lão đi ngang qua muốn chút nước uống lã Chỉ bèn mời ông lão ăn cơm ông lão nhìn lã trí bèn nói bà là người đại quý khắp thiên hạ sau đó lã trí mời ông lão xem tướng cho hai đứa nhỏ ông lão nhìn lưu doanh mà nói đức bà sở dĩ hiền quý chính là nhờ vào đứa bé trai này ông lão nhìn sang con gái cũng nói đây là quý tướng. Khi ông lão đi rồi, Lã Chỉ đem chuyện đó nói với Lưu Bang, thì Lưu Bang hồ hởi đuổi theo ông lão xem cho mình. Ông lão nói cả ba người kia đều là quý tướng, thì ắt hẳn ông cũng là đại hiện đại quý. Lưu Bang cảm tạ, nói rằng về sau có hiền quý, sẽ không quên ơn ông lão. Tuy nhiên về sau cả Lưu Bang cũng không tìm ra ông lão ấy đi đâu về đâu. Lúc này, trong thiên hạ có lời đồn Đông Nam có thiên tử khí, nên Tần Thủy Hoàng thường sang Đông Nam du tuần, cốt là để chấn áp khí của thiên tử âm mưu tạo phản. Lưu Bang cho rằng có liên hệ với mình, bèn thường trốn lên vùng núi Nãng San. Lã Chí cùng những người khác chia nhau ra tìm kiếm, lần nào cũng tìm ra được chỗ chính xác của Lưu Bang. Nhiều lần như vậy, Lưu Bang cảm thấy kỳ quái nên hỏi. Lã chỉ bèn nói cứ hế Lưu Bang đi đến đâu thì trên trời đều có mây tụ đến đó, nên lúc nào cũng dễ dàng tìm ra. Tin đồn truyền ra, nhiều người cho rằng Lưu Bang có đại hiền đại quý, tụ họp về rất đông. Làm con tin ở Tây Sở. Lưu Bang khởi nghĩa chống nhà Tần, sau đó cùng hạng vũ tranh giành thiên hạ. Năm Hán Nguyên Niên, năm 206 trước công nguyên, Lưu Bang mệnh quân đón lã trĩ, Lưu Thái Công cùng thân quyến. Quân sở nhân đó đánh vào thủ phủ của Hán là Thành Dương Hạ, nay là Thái Khang, Chu Khẩu. Cùng năm, cha của Lã Chỉ là Lã Công được Lưu Bang phong lâm tứ hầu hai người anh bà là Lã Trạch, Lã Thích đều làm tướng dưới quyền Lưu Bang, theo Lưu Bang đi đánh dẹp. Anh cả bà là Lã Trạch tử trận, hai người con là Lã Đài, Lã Sản đều được phong tước hầu. Năm Hán thứ hai, năm 205 trước công nguyên, tháng tư, Lưu Bang nhân hạng vũ xa lầy chiến tranh ở đất tể, bèn cùng các chư hầu tiến và đánh chiếm kinh đô Tây Sở là Bành Thành. Do có nhiều chư hầu quy phục, thanh thế rất lớn nên Lưu Bang chủ quan, bị hạng vũ mang ba vạn quân về đánh cho đại bại. Lưu Bang vội vã bỏ chạy, riêng lã trí cùng cha chồng là Lưu Thái Công bị quân Tây Sở bắt được. Hạng vũ bắt được hai người, sai giam lại làm con tin. Lúc đó lã trí vẫn có người xá nhân của Lưu Bang bị lạc lại là thẩm tự cơ theo hầu hạ. Lã trí và cha chồng bị giữ ở Tây Sở hai năm. Năm Hán thứ tư, năm 203 trước công nguyên, tháng 9, Lưu Bang và hạng vũ giảng hòa giao ước lấy Hồng Câu làm danh giới, hạng vũ bèn tha cho Lưu Công và Lã Chí về với Hán Vương Lưu Bang. Lã Chí được phong là Vương Hậu, cha bà Lã Công cùng năm ấy qua đời. Năm sau, năm 202 trước công nguyên, Lưu Bang hợp sức với các chư hầu diệt được hạng vũ, làm chủ cả thiên hạ, trở thành hoàng hậu nhà Hán, giết hại công thần. Tuy đánh bại hạng vũ và lên ngôi hoàng đế, nhưng trong quốc gia lúc đó nhiều nơi không khuất phục triều đình khiến lưu bang phải cầm quân đánh dẹp liên miên lưu bang lập lã trí làm hoàng hậu lưu doanh con bà được lập làm hoàng thái tử cùng với thừa tướng tiêu hà và các đại thần trông coi triều chính tại trường an lã hậu mau chóng thể hiện tài trí một nhà cai trị khôn ngoan có tài năng và cứng rắn cũng mau chóng bà có giao tình tốt với các mệnh quan triều đình tất cả một phần đều kính bà một phần đều sợ sự tàn nhẫn cứng rắn trong hành vi cai trị của bà. Trong số nhiều công thần bị hán cao tổ trừ khử để phong cho các con mình thay thế làm chư hầu, lã hậu tham gia trực tiếp vào hai vụ. Đó là cái chết của Hàn Tín và Bành Việt. Năm cao tổ thứ 10, năm 197 trước công nguyên, Trần Hy làm phản ở đất cư lộc. Lưu Bang triệu tập lương vương Bành Việt đến hội quân để đánh Hy, nhưng Bành Việt cáo ốm không đi, chỉ cho bộ tướng đi thay. Lưu Bang bèn sai sứ bất ngờ đến bắt Việt giải về Lạc Dương, lưu bang nghĩ việt có công lao nên không giết mà chỉ đầy vào huyện thanh y đất thục đúng lúc này lã hậu từ trường an ra lạc dương thì gặp bành việt ở đất trịnh bành việt đến xin gặp lã hậu để kêu oan nhờ bà nói với hán cao tổ tha tội xin được về quê xương ấp lã hậu nhận lời nhưng khi trở về lạc dương bà lại khuyên lưu bang rằng bành việt là dũng tướng nếu thả vào đất thục mà giấy quân làm phản thì để ẩn họa cho mình chi bằng giết luôn để trừ hậu họa lưu bang nghe theo Lã Hậu bèn sai một môn khách của Bành Việt đứng ra tố cáo rằng Bành Việt muốn xin về xương ấp, thực chất là để làm phản. Lưu Bang và Lã Hậu cứ theo đó, sai đình úy điền khai làm án, lệnh giết cả họ Bành Việt. Sang năm sau, năm 196 trước công nguyên, Đại tướng Hàn Tín có công lao lớn nhất trong các công thần mà Lưu Bang rất đề phòng trong nhiều năm, đã bị lửa bắt về Kinh Đô. Cùng trong vụ Trần Hy làm phản, trong khi Lưu Bang mang quân đi dẹp thì Lã Hậu cầm quyền ở Kinh Đô sai thừa tướng Tiêu Hà đến gặp Hàn Tín dụ rằng Trần Hy đã chết, các chư hầu, các quan đều đến mừng. Tùy ngài ốm, cũng xin cố gắng vào mừng. Hàn Tín theo Tiêu Hà vào cung, Lã Hậu lập tức sai võ sĩ trói lại, kết tội Hàn Tín đồng mưu với Trần Hy làm phản và mang chém ở nhà treo chuông trong cung trường lạc. Sau đó bà giết cả ba họ nhà Hàn Tín, sau này Lưu Bang đã dẹp xong quân của Trần Hy trở về Kinh Đô, nghe tin Hàn Tín chết vừa mừng vừa thương. Giúp con giữ ngôi thái tử. Ngoài lã hậu, Lưu Bang còn nhiều phi tần khác, trong đó có thích phu nhân xinh đẹp nên rất được sủng ái. Sinh được Lưu Như Ý, Lưu Doanh làm thái tử, có thúc tôn thông làm thái phó, Trương Lương làm thiếu phó giúp. Nhưng Lưu Bang sau thấy Lưu Như Ý thông minh, nói rằng Như Ý giống ta, lại thêm thích phu nhân luôn ve vãng lời ra tiếng vào. Điều này khiến Cao Tổ muốn bỏ doanh để lập như ý. Năm thứ 12, năm 195 trước công nguyên, Cao Tổ bình định phản loạn anh bố. Lúc này ông đã bị thương rất nghiêm trọng, thích phu nhân theo hầu, càng khiến cho ông có ý định phế lưu doanh mà lập như ý lên thay. Trương lương can gián không thành, bèn cáo bệnh không vào chiều, còn thúc tôn thông lấy chết can gián, cao tổ vừa chịu theo, nhưng ý chí đã quyết lã hậu lo sợ không biết làm thế nào có người bẩm tấu lã hậu nên hỏi trương lương và lã hậu bèn sai anh trai là lã trạch đến nhờ ban đầu trương lương định từ chối nhưng lã trạch cố nài nên lương đành nhận lời nhờ trương lương giúp lưu doanh mời được bốn hiền sĩ thương sơn tứ hạo là đông viên công lộc lý ỷ lý quý và hạ hoàng công mà trước đó chính cao tổ không sao mời nổi một hôm khi dự yến tiệc thái tử lưu doanh rót rượu đứng chầu bốn người theo thái tử tuổi đều ngoài 80, mày râu bạc phơ, áo mũ rất đẹp. Cao Tổ lấy làm lạ hỏi, bốn người tiến đến thưa, kể họ tên. Cao Tổ hoàng đế kinh ngạc, hỏi ra mới biết là các hiền sĩ mà bấy lâu mình mời không được. Bốn người nói với Cao Tổ, bệ hạ khinh kẻ sĩ, hay mắng người, bọn thần nghĩa khí không chịu nhục, cho nên sợ mà trốn tránh. Nay trộm nghe thái tử là người nhân đức hiếu thảo, cung kính, thương yêu kẻ sĩ, trong thiên hạ không ai không vươn cổ muốn vì thái tử mà chết, vì vậy chúng tôi đến đây. Cao Tổ nói, phiền các ông nhờ giúp đỡ thái tử cho chót. Bốn người chúc thọ xong, đứng dậy đi ra. Cao Tổ cho gọi thích phu nhân vào, chỉ bốn người kia bảo rằng, ta muốn đổi nó, nhưng bốn người kia đã giúp nó. Lông cánh nó đã thành, khó mà lay chuyển được, lã hậu là chủ của ngươi rồi đấy. Thích phu nhân thống khổ không thôi, bèn múa hát ca thán. Do đó, Lưu Doanh giữ được ngôi thái tử không bị chuất. Về sau, Cao Tổ phong Lưu Như Ý làm triệu vương. Bên giường bệnh hỏi Di Huấn. Cũng vào năm thứ 12, năm 195 trước công nguyên, Hán Cao Tổ Lưu Bang sau khi không phế thái tử nữa, đã trở bệnh rất nặng. Lã hậu lo lắng, bèn mời danh y thiên hạ vào cung trị liệu, nhưng Cao Tổ biết mình không thể qua khỏi, bèn không cho chữa bệnh, thưởng 50 lạng vàng rồi cho lui. Lã hậu ở bên giường bệnh, trực tiếp hỏi ông bệ hạ trăm tuổi rồi và tướng quốc tiêu hà cũng mất thì lấy ai thay cao tổ bèn đáp là tào tham lã hậu lại hỏi tiếp thì cao tổ đáp vương lăng có thể được nhưng vương lăng hơi gàn trần bình có thể giúp ông ta trần bình thì trí khôn có thừa nhưng khó mà làm một mình chu bột là người trung hậu ít văn hóa nhưng người làm họ lưu được an chính là chu bột đấy có thể cho ông ta là thái úy sau đó cao tổ giá băng lã hậu đợi bốn ngày vẫn chưa phát tang vì thái tử lưu doanh còn nhỏ lã hậu sợ các tướng không phục sẽ làm loạn do đó bàn mưu với thẩm tự cơ định giết chết các công thần tướng lịch thương ở kinh thành biết mưu đó khuyên thẩm tự cơ nên can lã hậu không thực hiện ý định này vì sẽ kích động các tướng đang cầm quân ở ngoài làm phản thẩm tự cơ vội đi nói với lã hậu bà bèn báo tang hán cao tổ vì vậy không xảy ra biến cố nào thái tử lưu doanh thuận lợi lên nối ngôi tức là hán huệ đế lã hậu được tôn làm hoàng thái hậu hoàng thái hậu nhà hán nhân chữ sự kiện lã thái hậu không hãm hại đại đa số các phi tần của hán cao tổ ngược lại còn hậu đãi và đối xử theo như luật đề ra những phi tần nào sinh được con trai đều được phong tước vương thái hậu và cùng con trai trở về đất phong cư ngụ như trường hợp của bà phu nhân mẹ của đại vương lưu hằng chỉ trừ duy nhất trường hợp của thích phu nhân vị phi tần đã kệ sùng kiêu ngạo muốn con trai mình triệu vương Lưu Như Ý thay thế ngôi thái tử của Lưu Doanh. Lưu Như Ý lúc đó đang ở đất phong nước triệu, nên là thái hậu đã trừng phạt thích phu nhân. Năm Hiếu Huệ Nguyên Niên, năm 195 trước công nguyên, tháng 12, Lã Thái Hậu sai bắt giam Thích Phu Nhân ở Vĩnh Hạng Cung. Quán hận Thái Hậu, Thích Phu Nhân ngâm nga câu, con là vương, mà mẹ già đây phải là nô bộc, suốt ngày dã gạo đến sắp tối, thường thường bầu bạn với cái chết mẹ con phân ly ba nghìn dặm, làm sao có thể báo cho con biết tin. Lã Thái Hậu tức giận, bèn gọi Triệu Vương như ý đến Trường An, âm mưu hạ độc Triệu Vương. Sứ giả của Lã Thái Hậu Triệu Tập, tướng quốc nước Triệu là Chu Sương cự tuyệt không nghe lệnh. Lã Thái Hậu cả giận, bèn sai người gọi Chu Sương về. Chu Sương về đến Trường An, Thái Hậu lại sai người mời Triệu Vương lần nữa, đành phải ra đi. Hán Huệ Đế thương em, biết Thái Hậu giận, nên thân hành đón như ý ở Ba Thượng rồi luôn luôn kèm lúc như ý đi đứng, ăn uống. Lã Thái Hậu muốn giết như ý nhưng không có dịp. Một hôm, Huệ Đế buổi sớm ra đi săn bắn, như ý không theo do còn sớm tham ngủ. Thái Hậu nghe tin như ý ở một mình, bèn sai người mang thuốc độc đến cho như ý uống. Như ý uống xong thì chết. Năm Hiếu Huệ thứ hai, năm 194 trước công nguyên, mùa đông, Lã Thái Hậu bắt đầu trả thù thích phu nhân, lã thái hậu bèn sai chặt chân tay thích phu nhân móc mắt đốt tài, bắt uống thuốc thành câm cho ở trong nhà tiêu gọi đó là nhân chư nghĩa là con người lợn sau mấy hôm thái hậu cho gọi huệ đế vào để xem nhân chư hán huệ đế thấy ngạc nhiên bèn hỏi biết đó là thích phu nhân liền khóc giống lên do quá ám ảnh mà ông mắc bệnh sai người nói với thái hậu việc đó không phải là việc con người làm ta là con của thái hậu không thể nào trị thiên hạ được Huệ đế bất lực trước sự độc ác của Thái hậu, không có cách nào ngăn cản được, vì thế ngày đêm uống rượu chơi bời dâm dật, không nghe chính sự, cho nên mắc bệnh. Vì thế, lã Thái hậu nắm quyền chuyên tránh. Chủ trì chính sự Sau khi Huệ đế lâm bệnh, triều chính đều do lã Thái hậu tạm quản. Mùa đông năm Huệ Đế thứ hai, năm 194 trước công nguyên, những người anh em là nguyên vương nước sở, điệu vương nước tề, lưu phỉ, đến chầu, Hán Huệ Đế cùng ăn tiệc và uống rượu với tể vương Lưu Phì trước mặt Lã Thái Hậu, vì ông cho rằng Lưu Phì là anh nên để ngồi ghế trên theo lễ những người trong nhà. Thái Hậu nổi giận, bèn sai rót hai chén thuốc độc đặt trước mặt mình, sai Lưu Phì chúc thọ. Khi Lưu Phì đứng dậy, Huệ Đế cũng đứng dậy nâng chén muốn cùng chúc thọ với Lưu Phì. Thái Hậu sợ quá, thân hành đứng dậy hắt chén rượu của Huệ Đế. Thấy hành động của Thái Hậu, Lưu Phì lấy làm lạ, do đó không dám uống giả vờ say đi ra. Khi hỏi, Lưu Phỉ biết đó là thuốc độc nên sợ hãi, tự cho rằng không thể ra khỏi trường an nên rất lo lắng. Quan nội sử của Lưu Phỉ tên là Sĩ nói, Thái Hậu chỉ có một mình Hoàng đế và lỗ nguyên công chúa. Nay đại vương có hơn 70 thành, mà công chúa chỉ có vài thành. Nếu đại vương quả thực đem một quận dâng cho Thái Hậu để làm ấp tắm gội của công chúa, thì Thái Hậu thế nào cũng mừng rỡ và đại vương cũng không lo ngại gì tề vương lưu phỉ bèn dâng quận thành dương tôn lỗ nguyên công chúa làm vương thái hậu lã thái hậu mừng rỡ bằng lòng bèn đặt tiệc rượu ở cung riêng của tề vương sau khi uống chén rượu vui vẻ thái hậu cho tề vương trở về nước mình năm huệ đế thứ ba năm 192 trước công nguyên lã thái hậu cho người xây dựng lại quy mô thành trường an sang năm năm 191 trước công nguyên thái hậu bãi bỏ hiệp thư luật đây là một luật lệ từ thời tần thủy hoàng nằm trong khuôn khổ đốt sách chôn nho, không cho dân gian tàng chữ kiến thức sách vở. Thái hậu bỏ lệnh này, hạ chiếu cho dân gian tiếp tục tìm kiếm và dân sách, khôi phục cựu điển đã bị hủy hoại thời Tân Thủy Hoàng. Bức thư của Mạc Đốn. Hung Nô ở phương Bắc khi đó thế lực rất mạnh và hay khiêu chiến với nhà Hán. Cao tổ hoàng đế Lưu Bang khi còn sống từng giao chiến với Hung Nô và đã gặp nguy khốn ở Bình Thành. Sang thời Lã Thái hậu cầm quyền, hùng nô tiếp tục quấy rối biên giới. Năm Hán Huệ đế thứ tư, năm 192 trước công nguyên, lúc đó thiền vu của hùng nô là mặc đốn thiền vu chết vợ. Nghe tin Lã Thái Hậu thay Huệ đế nhiếp chính là một quá phụ, bèn viết thư tỏ tình với lời lẽ trăng gió. Sách Hán Thư đã ghi lại đoạn thư của mặc Đốn mà Tư Mã Thiên nhận xét trong sử ký là lời lẽ bậy bạ như sau. Lã Thái Hậu đọc thư rất tức giận, định điều binh đánh mặc Đốn. Các tướng can rằng giỏi và vũ dũng như cao đế mà còn bị nguy khốn ở Bình Thành. Thế rồi Thái Hậu đành nén giận, lấy tông thất nữ Quyến Phong làm công chúa gả cho mặc đốn, tiếp tục giữ chính sách giảng hòa với hung nô để yên bờ cõi. Lâm Triều xưng chế Nữ chủ đầu tiên Do bị mẹ áp chế không thể chống lại được, Huệ Đế buồn giàu sinh bệnh rồi mất sớm năm 188 trước công nguyên, khi mới 22 tuổi. Con trai duy nhất qua đời, Lã Thái Hậu tuy có khóc nhưng lại không chảy nước mắt. Người con của Trương Lương là Trương Tích Cương khi ấy làm thị trung, mới 15 tuổi, nói với Thừa tướng Trần Bình rằng Thái Hậu chỉ có một mình Hoàng đế. Nay Hoàng đế mất, Thái Hậu khóc lại không đau xót, ngài có biết tại sao không? Trần Bình hỏi vì sao? Tích Cương nói, Hoàng đế không có con lớn tuổi để kế nghiệp, Thái Hậu sợ bọn các ông nổi loạn. Nay ông xin cho Lã Đài, Lã Sản, Lã Lộc làm tướng, cầm quân giữ các đạo quân trong phía nam và phía bắc cho những người con họ lã vào giữ các chức vụ trong cung làm như thế thì thái hậu sẽ yên tâm và bọn các ông may mà tránh khỏi tài họa thừa tướng trần bình bèn làm theo kế của tích cương lã thái hậu mừng rỡ lúc ấy khóc mới thảm thiết khi ấy trương hoàng hậu của hán huệ đế không có con theo sử ký lã hậu đã giết chết một phi tần vừa mới sinh con cho huệ đế là mỗ thị sau đó mang đứa trẻ đến chỗ trương hậu Giả là hoàng hậu vừa sinh Long tử. Khi Hán Huệ đế mất, đứa trẻ được đưa lên ngôi, sử gọi là Hán Tiền thiếu đế. Dù thân là hoàng tổ mẫu của hoàng đế, nhưng Lã Thái hậu không nhận tôn hiệu Thái hoàng thái hậu mà vẫn giữ là hoàng thái hậu. Bà công khai đăng triều thay hoàng đế trẻ nắm quyền điều hành triều chính, gọi là Lâm triều xưng chế. Bằng việc này, Lã hậu trở thành nữ chủ nhân đầu tiên của một chính quyền hoàng triều trong lịch sử Trung Quốc kể từ khi Tần Thủy Hoàng thống nhất cũng là nữ chủ nhân đầu tiên công khai nắm quyền mà không cần kiêng rè hoàng đế, thực tế đã không khác gì một nữ hoàng. Trong thời gian xưng chế, quy cách của lã hậu đều y hệt hoàng đế, trong chiếu thư toàn tự xưng chẫm. Bắt đầu giai đoạn này, sử ký đều gọi từng năm là năm hán cao hậu thứ bao nhiêu chứ không theo lệ là thụy hiệu của hoàng đế năm thứ bao nhiêu. Cho thấy rất rõ vị trí ngang hàng hoàng đế của lã thái hậu. Phong vương trong ngoại thích. Để củng cố quyền lực, lã thái hậu muốn phong cho con cháu họ lã tước vương một việc cấm kỵ khi đó vì chỉ có hoàng tộc họ lưu mới có quyền phong vương do đó lã thái hậu bèn dò hỏi tướng vương lăng lăng thẳng thắn nói không được vì điều đó trái ý của hán cao tổ đấy là dựa vào câu di huấn không phải họ lưu mà phong vương thiên hạ cùng vào đánh nó thái hậu bèn bãi chức vương lăng cho làm thái phó trần bình và chu bột phải lựa ý bà tỏ ra đồng tình việc phong vương họ lã lúc này bà mới bằng lòng mà họ Trần cùng họ Chu tiếp tục duy trì vị trí trong triều. Thái hậu khi xưng chế vừa xong, bèn phong cho các cháu và thân thích, cháu cả Lã Đài được phong làm Lã Vương, đứng đầu các vương hầu họ Lã. Kế thứ là Lã Lộc làm Triệu Vương, Lã Thông làm Yên Vương. Cha của Lã Thái hậu là Lã Công được truy tôn Lã Tuyên Vương, cho con gái Lã Lộc lấy thành Dương Cảnh Vương Lưu Trương cùng một số con em họ Lã khác. Ngoài ra, bà còn cất nhắc tình nhân thẩm tự cơ từng theo hầu hạ bà trước kia lên làm tả thừa tướng. Tư Mã Thiên đã kín đáo chép về việc này trong sử ký rằng tả thừa tướng không làm việc, thường lo việc ở trong cung. Tự cơ được tin dùng, nhiều quan viên muốn được việc phải nhờ cậy. Năm cao hậu thứ hai, năm 186 trước công nguyên, lã đài qua đời, con là lã gia thừa tước. Năm thứ tư, năm 184 trước công nguyên, em gái bà là lã tu được phong lâm quang Hậu là phụ nữ đầu tiên được thụ phong tước vị dành cho nam giới. Cùng năm ấy, một cháu trai khác của Thái Hậu là Lã Tha được thụ phong du hầu, Lã Canh Thủy làm chuế kỳ hầu, Lã Phấn làm Lã Thành hầu. Năm đó thụ phong rất nhiều người trong các nhánh nhỏ gia tộc họ Lã, vị chi hơn 10 người đều thụ phong. Tàn sát họ Lưu Năm thứ tư, năm 184 trước công nguyên, Lã Thái Hậu chuyên chế được 4 năm, vị thiếu đế Lưu Cung dần trưởng thành và hiểu chuyện. Thiếu đế nghe nói mẹ mình bị lã thái hậu giết, còn mình không phải là con của hiếu vệ hoàng hậu. Bèn nói, hoàng thái hậu làm sao có thể giết mẹ ta mà gọi ta là con. Giờ ta còn bé, nếu ta trưởng thành thì sẽ thay đổi. Thái hậu nghe nói rất tức giận, sợ thiếu đế chống lại mình. Bèn giam thiếu đế ở vĩnh hạng cung, nói rằng hoàng đế bị mắc bệnh nặng không thể gặp người ngoài được. Bà Loan tin thiếu đế bị bệnh nặng không làm hoàng đế được, nên lập người khác. Không ai dám ngăn cản bà bèn sai giết thiếu đế và lập một người con khác của Huệ đế là Thường Sơn Vương Lưu Nghĩa làm hoàng đế, cải danh gọi Lưu Hồng. Lã Thái Hậu vẫn tiếp tục cầm quyền chính trong triều. Sau khi giết triệu vương Lưu Như Ý, Lã Thái Hậu lập hoài dương vương Lưu hứa lên thay làm triệu vương. Lã Thái Hậu gả một người con gái họ lã cho Lưu Hữu nhưng không được Lưu Hữu sủng ái. Lã Thị Bèn tìm cách vu cáo với Lã Thái Hậu rằng Lưu Hữu bắt bình việc bà ta phong vương cho họ lã. Năm cao hậu thứ bảy, Năm 181 trước công nguyên, Lã Thái Hậu Triệu Lưu Hữu vào trầu rồi bắt giam ông lại, bỏ đói cho đến chết. Sau khi Lưu Hữu qua đời, Thái Hậu cho an táng ông theo lễ của dân thường rồi lập anh ông là Lương Vương Lưu Khôi làm Triệu Vương. Sau khi phong Lưu Khôi đến đất Triệu, Lã Thái Hậu ép ông lấy con gái của Lã Sản em mình và giết Sùng Phi của ông. Tháng 6 năm đó, Lưu Khôi vì thương tiếc người Sùng Phi bèn tự tử chết theo, ông làm Triệu Vương chưa đấy một năm. Lã Thái Hậu lấy cớ lưu hồi tự sát, phế con ông, lập Lã Lộc làm triệu vương. Qua đời, năm cao hậu thứ 8, năm 180 trước công nguyên, tháng 7, Lã Thái Hậu mắc bệnh nặng. Biết mình không qua khỏi, bà phong cháu Lã Lộc làm thượng tướng quân thống lĩnh Bắc quân, cho Lã Vương Sản làm tướng quốc thống lĩnh Nam quân, khống chế lực lượng hộ vệ trong Hoàng cung. Bà nói với con em họ Lã, sau khi bình định thiên hạ, cao tổ có giao ước với các quan đại thần, ai không phải họ lưu mà làm vương thì thiên hạ cùng đánh nó. Nay họ lã làm vương thì các quan đại thần không chịu. Nếu ta chết đi, hoàng đế còn ít tuổi, sợ các đại thần gây biến loạn. Hai người phải cầm quân giữ lấy cung, chớ có đi theo đám tang, đừng để cho người nào áp chế mình. Ngày 30 tháng 7, tức ngày 18 tháng 8 dương lịch, năm đó, lã thái hậu băng hà, trung niên thọ chừng 61 tuổi. Thụy hiệu của bà án theo thụy của cao tổ là cao hoàng hậu nên sử gia thường gọi là cao hậu hay hán cao hậu. Bà được hợp táng tại trường lăng cùng hán cao tổ. Sau khi lã thái hậu qua đời, triều đình nhà hán bắt đầu đại loạn, gọi là loạn chư lã. Trong từng bước gầy dựng thế lực của họ lã, lã thái hậu đã đụng chạm không ít các hoàng thân của nhà họ lưu, khiến họ lưu và họ lã xích mích nhau. Nên trước khi qua đời, Lã Thái Hậu đã cố gắng dàn xếp bằng cách ban hoàng kim ngàn cân cho các chư hầu toàn quốc lại cho lã lộc và lã sản tước vị tướng quốc cho con gái lã lộc làm hoàng hậu cốt là để làm chỗ dựa cho họ lã tuy nhiên hai người cháu của lã thái hậu cũng là đứng đầu khi ấy của dòng họ là lã lộc và lã sản không phải là đối thủ của các đại thần khai quốc nhà hán như trần bình chu bột bên ngoài có tể vương lưu tương khởi binh bên trong có hai người trần chu đã làm binh biến đã tiến hành thành công giết hết các tướng họ lã mà lã thái hậu dựng lên để lấy lại thiên hạ cho họ lưu vì không muốn hình ảnh lá thái hậu tiếp tục tồn tại các giai cấp thống trị họ lưu đồng lòng cho rằng hậu hán thiếu đế cùng hai con thứ xuất của hán huệ đế lưu doanh đều là giả mạo bèn tiến hành phế bỏ và giết hại sau khi tiến hành tàn sát hoàng đế do lá thái hậu lập nên các thế lực họ lưu kiên quyết chọn một người không có nhà mẹ mạnh để lên ngôi sau khi cân nhắc cháu đích tôn của cao tổ là tể vương lưu tương không được vì nhà mẹ quá ác độc thì họ bàn ra rằng nhà họ bạc mẹ đại vương hằng con thứ tư của Cao Tổ, là người hiền đức nên lập lên ngôi. Do đó, Đại vương Lưu Hằng được lập làm người kế vị, tức là Hán Văn Đế. Gần cuối đời nhà tân của Vương Mãng, năm 9 sau công nguyên, đến năm 23 sau công nguyên, thi hài của Lã Hậu bị phiến quân khởi nghĩa xích mị mạo phạm khi cướp phá trường lăng. Thời Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú, người đã lật đổ Vương Mãng, khôi phục nhà Hán, bà phu nhân được tôn làm cao hoàng hậu thay thế và được hợp táng cùng hán cao tổ. Còn lã hậu thì bị truy phế, phần mộ bị rời ra khỏi trường lăng. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi.